Ngày 2 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tập trận ở Hoàng Sa trong tương lai. Trả lời phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 2 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc Trung Quốc tiến hành tập trận đã vi phạm chủ quyền Việt Nam và đi ngược lại với quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Việc duy trì hợp tác giữa Biển Đông, Việt Nam đã giao thiệp trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động này trong tương lai. Liên quan thông tin nói tàu khảo sát HD4 của Trung Quốc hoạt động đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần đây, người phát ngôn Bộ ngoại giao cho rằng các hoạt động thăm dò khảo sát phải có sự đồng ý của Việt Nam, phù hợp công ước liên hiệp quốc về luật biển 1982. Trước đó có thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc và truyền thông quốc tế cho biết Bắc Kinh đã có kế hoạch tập trận gần quần đảo Hoàng Sa mà nước này đang chiếm đóng trái phép. Thông tin được đưa ra từ ngày 28 tháng 6 và cho biết cuộc tập trận này kéo dài từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 7. Xin chào bạn đang theo dõi kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC Việt Nam. Hy vọng rằng bạn đã vừa cập nhật được những tin tức hữu ích và đóng hổi trên mọi lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp. Hãy nhấn nút subscribe, đăng ký để luôn đồng hành cùng FBNC. Hoặc bạn có thể xem qua những thông tin hấp dẫn khác mà chúng tôi gợi ý ở đây và ở đây nữa. Một lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!